now it's already come to the final. And well, today the contract is signed. Contract is signed. Thank you very much. And I would like to shake your hands for Thank you. Yeah, the good news, good thing to Golden World. I represent her as the queen of distribution of Asia. And I only say that because she starts with the 100 million platform, but the sky is the limit. Our passion is, you know, loving, caring, and sharing. Yes, that is our mission of Golden World Nonprofit Organization. Thank you so much that we finally can be able to, you know, action on standing on that platform to share with the world. Yes. Nếu quý vị mà đã từng làm phim và ước ao là mình làm phim thì dĩ nhiên mình mong muốn là mình sẽ có tiền để tiếp tục làm, để tiếp tục nuôi dưỡng cái passion của mình, thì cái cách tốt nhất là mình làm sao để có thể cho cái phim mình ra đời và thu hút được khán giả, có thể bán ra được tiền, thu được lợi nhuận, thu lại tiền vốn và có tiền lời để mình tiếp tục nuôi dưỡng cái passion của mình. Thì đây là một trong những cái cơ hội chúng ta có thể chia sẻ cái phim của mình đến với thế giới bằng cách là liên lạc với Golden World Global Group. Thì Lâm Hằng My cùng với tất cả những người trong Golden World Group sẽ giúp quý vị làm sao để được review cái phim của quý vị ra và chúng ta có thể thu vào lợi nhuận sớm nhất, nhanh nhất và nhiều nhất có thể. Cảm ơn quý vị. Thank you guys. Blessings to you. Thank you so much. And look out for our upcoming movies and attractions. Golden World Channel.